Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Theo đó, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ Tết Giáp Thìn năm 2024 từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức là ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù, ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động. Công chức viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày 3 tháng 9 dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hàng tuần.